Rồi bây giờ chúng ta lưu ý cái đường kinh ở chân của bà lịch, đường kinh ngũ bội hai. Đây anh chị em sẽ thấy cái đường kinh ngũ bội hai nó bắt từ ngón chân thứ hai nó đi lên, nhưng đến khi mà đến tới đầu gối này, anh chị em sẽ thấy nó đi hết một cái vòng xung quanh đầu gối này. Đấy, nó đi vòng hết cái đầu gối rồi nó mới đi lên. Như vậy có nghĩa là gì? Đường kinh này tập trung chủ yếu vào đầu gối. Cho nên tất cả những bệnh nhân nào mà bị những cái gì về đầu gối đó, nhiều khi anh chị em thấy có những bệnh nhân đầu gối đi lại nó cứ kêu con ca con két, hoặc là nó viêm, nó sưng, nó đau, khó co duỗi vân vân, chúng ta sẽ sử dụng cái đường kinh ngũ bội hai này. Nhưng mà như vừa rồi thì tôi cũng có nói với anh chị em rồi, chúng ta vẫn chia ra cái đầu gối. Chẳng hạn chúng ta sẽ thấy trường hợp đầu gối nó sưng, sưng to, đỏ, đau, hoặc là nó cứng, nó cứng các khớp này, khó co duỗi, thấy không? Khó co duỗi vân vân. Đây, chúng ta thấy có thể có trường hợp nhiều khi bệnh nhân tới hai cái đầu gối hôm nay sưng nóng đỏ đen đau, đi cử động nó khó khăn. Thì trong trường hợp này anh chị em vẫn dùng cái đường kinh này. Bắt đầu tiên anh chị em bấm cái đường kinh này trước để làm gì? Để cho kinh khí thông đã. Nha. Rồi sau khi đó chúng ta mới giải quyết cái vấn đề tồn tại thứ hai là gì? Là sưng nóng đỏ đau. Bao giờ chúng ta cũng làm cho kinh khí thông trước, thông tắc bất thông, cứ nhớ cái nguyên tắc của đồng y, thế nó lưu thông đi được. Phải có kinh khí chỗ này đi thông. Rồi bây giờ nó chạy, nhiều khi nó chạy đến đây nó không có đi được, nó dừng lại chỗ đó nữa. Thì chúng ta sẽ có cái cách để giải quyết thêm nữa. Nhưng mà trước mắt là chúng ta sẽ thấy là để cho kinh khí này thông trước đã. Sau khi nó thông rồi, bây giờ chúng ta mới giải quyết cái hiện tượng sưng cứng đỏ đau rồi khó co duỗi. Thì khi đó anh chị em sẽ khóa, lát nữa chúng ta sẽ phải học tới cái khóa. Chẳng hạn trong trường hợp này chúng ta sẽ phải khóa khu khớp 1, khóa cái khu khớp 1 cộng với cái gì? Tam tinh mấy nào? Tam tinh hai. Đấy. Vì cái tam tinh nguyên tắc của nó là gì? Nó là âm, là ức chế làm cho mềm ra. Cái gì nó đang cứng này kia thì chúng ta dùng tam tinh để tức sẽ mềm ra. Anh chị em để ý thấy thầy Võ Hoàng Yên khi bấm những cái bệnh nhân mà liệt mềm, cứng các cái khớp này, ông mới để vào cái tam tinh phía dưới để cho nó mềm ra. Đó. Chỉ khác nhau một điều như này là thầy Võ Hoàng Yên chỉ cần để tay, còn chúng ta phải bấm, phải dùng sức bấm lên. Còn thầy Võ Hoàng Yên chỉ để tay rồi thôi. Đó. Để bóp vào cái tay, truyền cái nội lực đó vào, lập tức nó sẽ có. Đó. Nhưng mà điều đó thì đòi hỏi anh chị em phải học cách để mà làm sao tiếp thu năng lượng, rồi phát huy năng lượng, triển khai cái năng lượng của mình đi ra. Đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà thôi thì mình bấm vậy là cũng đã tốt rồi. Còn nếu không có ai có được thêm năng lượng nữa thì có thể nó nhanh hơn thôi. Có vậy thôi. Rồi bây giờ đến trường hợp thứ hai. Chẳng hạn giờ đầu gối của bệnh nhân nó mềm, yếu, mỏi. Mềm, yếu, rũ, mỏi. Có những bệnh nhân khai với chúng ta như thế này. Em đi tí cái tự nhiên cái chân em nó khuỵu, cái đầu gối nó tự nhiên nó khuỵu xuống, nó không còn có sức gì nữa. Đó. Thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải cũng khóa khô khốc một, bấm gì nào, bấm ngũ bội. Đây đúng, đây là ngũ bội một. Đấy, cho nên anh chị em cần phân biệt ra như vậy để sau này khi chúng ta chữa trên lâm sàng đó thì chúng ta mới thấy nó có hiệu quả. Chứ còn tôi thấy rất nhiều người vô cứ bấm chẳng phân biệt được đó là mềm yếu hay là co cứng vân vân. Họ chẳng cần phân biệt, cái nhà vô rồi để thay rồi bấm. Cuối cùng nhiều khi không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì làm sao? Chửi. Ui, phương pháp chẳng ra cái gì hết. Rất khổ vậy. Có nghĩa là học không tới nơi tới chốn. Xong rồi bắt đầu thấy người ta đi học rồi, thấy cô tới nhìn học rồi về làm không giống ai hết. Rồi cuối cùng là phương pháp bị dở ẹt như vậy. Đó, có những cái nó như vậy đó. Cho nên ở đây tôi muốn lưu ý anh chị em kỹ cái ngón, cái đường kinh ngũ bội hai này. Đây, cái đó ngũ bội hai. Sao? Đây ngũ bội hai. Ngũ bội hai mà chúng ta sử dụng cái khóa khô khốc một
Rồi đây, ở đây, đây, tôi viết đậm cái này lên, đường kinh này chi phối nhiều quanh đầu gối, nhưng mà vì nó là cái ngón hai cho nên nó liên hệ với cảm tình. Đó, tất cả những cái gì về tiêu hóa này kia đó thì anh chị em sử dụng tới cái trường hợp này. Đó, nó nối với lại ngũ bội hai ở trên tay, do đó thì chúng ta thấy cái ngũ bội hai ở trên tay vừa rồi chúng ta có học rồi, nó đi qua cái vùng mép má này thì chúng học trên tất cả những cái bệnh gì mà có liên hệ đến má họng này kia vân vân, thì chúng ta sẽ dùng cái ngũ bội hai. Rồi ngũ bội ba thì nó đi vào cái đường kinh tim thì chúng ta sẽ ít sử dụng tới, không sử dụng nhiều lắm tới nó. Và chúng ta sẽ tới đường kinh ngũ bội bốn là đường kinh có liên hệ với đường kinh can. Và ngoài ra chúng ta thấy nó là đi cái mặt ngoài phía chân này là cái đường kinh đợm của bên trong cứu. Vì thế anh chị em thấy đường của nó đi là nó ra phía sau lưng y như là cái đường dây thần kinh tọa của bên tay y. Do đó chúng ta thấy đối với người bệnh nhân bị thần kinh tọa, chúng ta sử dụng cái đường kinh này nó có lợi ở chỗ đấy. Có hai cái lý do. Cái thứ nhất vì nó là đường kinh, nó liên hệ đến đường kinh can, mà can trong đông y can đợm có liên hệ với nhau. Cái thứ hai chúng ta thấy can, sách đầu kinh nói can chủ gân cơ, cho nên những cái bệnh gì liên hệ đến gân cơ, co cứng gân cơ, mềm yếu gân cơ, đi lại khó khăn, chúng ta sẽ sử dụng cái đường kinh này. Anh chị em thấy nơi những người bị bại liệt, có những người ta đi như thế này, đi như là duyệt binh vậy, cái chân nó cứ phải thẳng đơ như thế này, là lý do tại sao là cái cơ này nó căng cứng lên, thì chúng ta bấm sao đưa máu và bấm mềm ra, thì sau này chúng ta sẽ học tới cái vấn đề đó. Rồi ngoài ra chúng ta thấy có một điểm nhớ như thế này, cái đường kinh can này đây, trong vấn đề điều trị chúng ta sẽ thấy các cái đường dây thần kinh tọa, nhưng mà ở đây chúng ta không lưu ý anh chị em, nó liên hệ đến cả các thần kinh, liên hệ đến mắt, liên hệ vì nó nối với đường cây dây thần kinh ngũ bội hai. Nhưng ở ngũ bội bốn ở tay. Và thêm một điểm nữa là cái đường kinh can hiện nay người ta đang chữa nhiều về vấn đề stress. Cái thứ hai về cái biếu cổ, cái này tôi có nói mà tôi chưa giải thích cái điều này. Đối với y học hiện đại thì khi về bệnh nhân bị biếu cổ thì đa số sẽ đi đến kết luận là gì? Một là anh suy giáp, hai là anh cường giáp. Và người ta đổ cho là nguyên nhân là do được thiếu iốt. Nhưng mà nó có một cái điểm hơi nghịch lý chỗ này. Có rất nhiều bệnh nhân ở ngoài Vũng Tàu đi vào câu chữa bệnh biếu cổ, mà Vũng Tàu là vùng biển iốt không hề thiếu, muối iốt không thiếu. Đó, trong sách học của chúng ta về bên Tây cũng nói đó, những cái vùng cao người ta thiếu iốt thì người ta mới bị biếu cổ. Thế thì tại sao những cái người ở ngoài Vũng Tàu rồi những người ở cái vùng biển mà lại bị biếu cổ? Thì đông y có đưa ra một cái trường hợp mà người ta gọi đây là can khí uất kết. Và anh chị em thấy điều này, những cái người mà hay tức giận, hay buồn phiền, hay cau có này kia vân vân, rất dễ bị cái biếu cổ này do cái gì? Can khí uất kết đây. Chúng ta thấy ở trong châm cứu thì ở hai bên cổ của chúng ta liên hệ đến đường kinh vị. Đường kinh vị chạy ngang qua hai bên vùng cổ của chúng ta. Đấy, hai đường kinh vị ở đây, nó đi hai bên. Và nếu nó đi đến đây mà nó bị dừng lại, nó sẽ làm cái cổ chúng ta bị to lên mà không hề thiếu iốt. Vẫn có iốt, đi thử nghiệm iốt vẫn có, nhưng mà cổ vẫn bị to, vẫn có cảm giác nghẹt như là tức cái hơi ở trong này. Đó. Thế thì trường hợp này anh chị em lưu ý dùng cho tôi, chúng ta có thể làm cách này.
Đây là một cái máy đo huyết áp. Chúng ta thấy máy đo huyết áp này có 3 con số. Tôi lấy ví dụ như là nó là 120 trên 80 trên 80. Con số thứ nhất đối với đông y, đây là bên tây y, người ta cứ đo các con số này mà thôi. Và đến với đông y chúng ta, ví dụ chúng ta có bên tay phải là thuộc về can, bên tay trái thuộc về tỳ. Bên này thuộc về tỳ. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Khi một bệnh nhân nào đó tự nhiên người ta tức giận hay là cái gì đó đang có cái sự gì đó tức bực này kia, anh chị em đo thử hai tay khác nhau hoàn toàn. Và khi anh chị em vừa tức cái gì xong, anh chị em thử đo bên này lên, bên này không lên. Bên này theo cơ thể liên hệ đến với lại dạ dày, bên này liên hệ đến với can. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Và cái con số này đối với lại y học hiện đại thì người ta chỉ nhìn con số này, nếu mà như vậy là người ta cho là trong vòng trung bình hay là thiếu trung bình thế thôi, không quan tâm chuyện khác. Đối với đông y chúng ta, cái con số tâm thu nó là cái gì và tâm trương nó là cái gì? Con số tâm thu là khi quả tim chúng ta co vào. Và khi quả tim chúng ta co vào thì nó sẽ có cái lực bóp, sẽ đẩy cái lượng máu lên, sẽ tương ứng với lại khí mạch. Và cái cục tâm trương là cái phần quả tim chúng ta nó mở ra. Và khi nó mở ra như vậy, máu nó sẽ dẫn vào. Và khi đó nó sẽ tương ứng với lại phần huyết. Nơi những bệnh nhân nào mà anh chị em thấy, chẳng hạn giờ người ta tới, người ta khai, người ta bị đuối cổ, thì mà họ nói rằng em có đi đo, em có đi đo lượng iốt, đi thử này kia, đi thử T3, T4 này kia bình thường, mà cổ anh nó vẫn cứ như có cái gì trong cổ, nó càng ngày nó càng to ra, nó có những cái gì nó nghẹt ở trong cổ. Anh chị em đo cho tôi thử. Anh chị em sẽ thấy con số này nó lên. Ví dụ con số này, cái số khí nó càng lên, mà nhất là về tay phải này, nó càng lên chứng tỏ can khí người đó quá mạnh. Thì khi đó anh chị em sẽ thấy đây. Và lần sau thì chúng ta, ví dụ như sau này anh chị em học rồi về nghiên cứu thực tế này, sau khi anh chị em biết được rằng bệnh nhân này là bướu cổ do can khí quấn kết, anh chị em thử bấm cái đường kinh ngũ bội 2 và đường kinh ngũ bội 5 này và 4 này còn. Sau khi anh chị em bấm xong đây nhá, trước khi anh chị em bấm thì anh chị em đo, anh chị em thấy nó như thế này. Sau khi anh chị em kiểm tra rồi đó ha, anh chị em bấm ngũ bội 4, ngũ bội 2, kể cả tay, kể cả chân, vẫn nhất là chân. Và chúng ta bấm thêm cái huyệt chân hàn ám dương là men cái bướu ra. Anh chị em đo lại, cái này không còn là 160 nữa, có thể nó sẽ xuống còn 110. Thì anh chị em biết ngay can khí đã đi xuống. Và khi đó bệnh nhân cảm thấy gì? Cổ em cảm thấy nhẹ rõ ràng. Vì vậy có những trường hợp bướu cổ không phải là do yếu, không thiếu yếu, không phải dư yếu gì hết, mà do can khí quấn kết. Đó, thì anh chị em nắm được cho tôi cái điểm đó. Thứ nhất là anh chị em dựa theo cái máy đo huyết áp. Cái thứ hai anh chị em dựa theo cái bộ mạch. Chúng ta có bộ thốn, bộ quan, bộ xích, tay phía bên trái. Tay phía bên trái, bộ quan phía tay bên trái tương ứng với cạp. Thế thì khi anh chị em để ba ngón tay vào đây, mà anh chị em thấy, anh chị em để, vẫn cứ để, để cả ba ngón thì cứ việc để, nhưng lưu ý giùm cho tôi cái ngón giữa, bộ quan này. Anh chị em sẽ thấy ở đây cái mạch nó căng, nó căng cứng. Trên này thì không thấy sao, nhưng mà để ngón giữa này thì nó căng cứng, để xuống dưới này không thấy nó, không thấy nó căng cứng lắm đâu. Nó hai cái trên, cái thận với cái tim thì không thấy gì, nhưng mà để vào cái can này tự nhiên
chuyên môn của đông y người ta gọi là mạch huyền. Huyền là căng như sợi dây đàn. Thì khi anh chị em bắt được cái mạch huyền này ở ngay bộ can này thì chúng ta biết ngay đây là dấu hiệu can khí uất kết. Vì can khí uất kết nó làm cho đường kinh vị không lưu thông được. Vị không lưu thông được dừng lại đây thì sẽ làm cho lỗ cổ chúng ta to lên, có cảm giác như nghe có cái gì đó trong cổ họng, như là chương trình học cái bài bài khí nó nằm chỉ đâu cứ vướng đây ngoài. Mà rõ ràng cái người đó người ta cảm thấy cổ người ta to lên vướng lên. Y tây y thì người ta ở cho rằng đó là lỗ cổ. Nhưng mà khi thử yếu thì không hề thấy, cho uống yếu, cho uống tyrosin không hề mất. Nhưng khi bấm làm sao cho can khí thông đi được thì tập tự hết. Mà hết một cách rất là hay, rất là đạt. Đó. Điều này chúng tôi cũng lưu ý cho anh chị em, cái đường kinh can ở đây có một cái vai trò khá lớn trong vấn đề này. Do đó anh chị em nắm được để anh chị em có thể sử dụng trên lâm sàng. Đó. Rồi cái ngón chân thứ 5 thì tương ứng với đường kinh thận. Đó, chúng ta thấy đường kinh thứ 5 cũng vậy, ngũ bộ 5 nó cũng sẽ chạy tới vùng đằng sau chân. Như vậy chúng ta thấy nơi những người bệnh nhân bị thần kinh tọa của bên tây thì từ đây nó sẽ có một cái nhánh đi xuống, và nhánh thứ 2 S1 nó sẽ đi xuống dưới này, tương ứng với lại đường kinh ngũ bộ 4 và ngũ bộ 5. Như vậy chúng ta có thể sử dụng ngũ bộ 4 và ngũ bộ 5 để điều chỉnh thần kinh tọa. Và cái đặc biệt của cái phương pháp của bài lịch là cái gì? Chúng ta thấy những bệnh nhân bị thần kinh tọa một thời gian gì? Mông teo, móc teo, bắp đùi teo, bắp chân dưới này teo. Lý do tại sao không được nuôi dưỡng? Máu không được nuôi dưỡng. Khi đó chúng ta cũng vẫn bấm này, nhưng mà chúng ta sẽ dẫn máu vào đây. Thì vừa gân cơ vừa được khai thông, thần kinh được khai thông, máu dẫn tới nuôi, hết teo. Đây là cái điều khó cho bên tây y. Bên tây y người ta chỉ uống thuốc giảm đau rồi hết, có khả năng người đó có thể hết qua, nhưng mà cũng có những bệnh nhân nó không hết, càng ngày nó càng teo cái chân lại đi, nó mà không đi được. Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái hay của đông y là chỗ này, thông được cái đường kinh thì trước hết là thông tắc bất thông đã, không đau. Cái thứ hai là gì? Vì máu anh không nuôi dưỡng được những cái chỗ này thì bơm máu tới và lưu thông đi được thì nó sẽ hết. Đây, những cái này là những cái điểm độc đáo, sau này đi tới từng bệnh một bệnh lý, tại vì anh chị em chưa được học thêm những cái điểm khác, đây tôi chỉ mới nói qua cái đường kinh thôi. Rồi đó là những cái mà chúng ta có thể biết sơ qua, thì chúng ta biết qua một chút xíu. Đây, các cái đặc tính của ngũ bộ anh chị em nhớ giùm chúng tôi đây, là ngũ bộ thì là hưng phấn, mặt tam tinh là tâm trí, cứ nhớ vậy cho tôi, cứ nhìn cái màu này là sẽ nhớ được cái tác dụng của nó ha. Đây là chúng ta ôn qua một chút về các đường kinh đặc tính. Cái đặc tính thứ hai nữa là từng ngón một sẽ liên hệ đến từng cơ quan tạng của một đó. Ngay cả bên tây phương người ta cũng đã tìm được cái sự liên hệ này. Có cái tư thế cung phế, ngón thứ hai tương ứng với tỳ, ngón thứ ba tương ứng với lại tâm, ngón thứ bốn tương ứng với can, ngón thứ năm sẽ tương ứng với lại thận. Đó là những cái để cho chúng ta nắm được, chúng ta biết được. Để chúng ta thấy ngay ở bên Mỹ, ông John Hart của Đại học Harvard cũng đã tìm ra được cái sự tương ứng như vậy, mặc dù cái tên của họ khác nhau thôi. Chẳng hạn như ông ta nói rằng cái ngón này nó điều ngón một nó điều chỉnh hô hấp, mà hô hấp rất là phế của bên đông y, và ngón thứ hai là điều chỉnh về gan dạ dày và lách là hệ tiêu hóa, thì tương ứng tỳ của bên đông y vân vân. Tất cả những cái từ đó thì tuy là mình dùng từ khác nhau nhưng mà rồi cũng sẽ đi thống nhất được. Và như vậy chúng ta thấy cái phương pháp của bản lĩnh nó có một cái hệ thống nó khác hoàn toàn với lại cái của bên kinh điển của Trung Quốc. Rồi đây bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cái tác dụng của các 10 đường kinh vừa rồi. Chúng ta biết qua 10 đường kinh, bây giờ tác dụng của 10 đường kinh là gì? Thứ nhất là tác dụng sinh lý, giống như bên trong cứu vậy. Cái tác dụng sinh lý của nó là gì? Nó sẽ dẫn máu huyết đi lưu thông toàn thân.
ta thấy chú kinh của Đông Y, nó là bộ mạch, có nghĩa là cái sợi tơ. Và đây là chữ xuyên, có nghĩa là các con sông, mà cái này chữ giang là bộ sông của chúng ta đây. Thì có nghĩa là những kinh khí nó lưu thông trong toàn thân của chúng ta, nó như là cái dòng nước mà nó chảy để nó đưa lưu thông hết trong cơ thể con người chúng ta đó. Vì thế mà nó có cái tác dụng sinh lý là gì, nó dẫn được lưu thông được hết, dẫn hết cả máu cả kinh khí đi như sợi tơ vậy, nó kéo đi hết. À, điều này sẽ làm cho chúng ta hiểu được tại sao chúng ta chỉ có bấm các cái kinh nguyên này thôi, các đường kinh thôi, mà nó có thể nó dẫn máu rồi dẫn kinh khí đi tùy theo chúng ta bấm vào các con số vân vân, nó sẽ tăng cái tác dụng kinh khí hoặc là huyết đi nuôi dưỡng toàn thân. Rồi điểm thứ hai nữa là chúng ta có dùng để làm tác dụng chẩn đoán. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái đường kinh đó nó bị đau, nó tương ứng với bệnh lý của can, bệnh lý của tâm vân vân. Nếu ấn đau thì chúng ta có thể dùng để chẩn đoán. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy bệnh nhân bị đau nửa đầu, chúng ta chẩn đoán là đường khí can bị bệnh. Rồi bây giờ ví dụ khác chẳng hạn, có những bệnh nhân bị tai mù, tai điếc, rồi bệnh nhân bị bệnh về mũi vân vân, thì chúng ta sẽ dùng các đường kinh để chúng ta chẩn đoán. Từ cái chẩn đoán đó nó sẽ dẫn tới được cái tác dụng điều trị. Thế như thế này anh chị ạ, bên trong cứu chẳng hạn, người ta dùng, người ta ấn cái bên trong phủ thế đạo thì người ta biết đó là đường kinh phế bị bệnh. Thế rồi giờ người ta châm cái gì đó, ví dụ người ta châm cái miệng thiếu thương đi chẳng hạn, rồi sau đó sau khi mà người ta chẩn đoán đây là chẩn đoán là phế, rồi người ta điều trị bằng cái gì, ví dụ người ta châm huyệt thiếu thương. Và khi châm huyệt thiếu thương rồi, người ta ấn lại huyệt trung phủ không đau nữa, thì người ta hiểu ngay đường kinh phế đã hết. Thì thí dụ như vừa rồi cái của chúng ta, một bệnh nhân tới đau nửa đầu như vậy, sẽ chịu chẩn đoán là đường ngũ bộ bốn. Rồi bây giờ anh chị em dây, anh chị em bấm, anh chị em chích lẻ gì vân vân, ví dụ thế. Sau khi mà anh chị em làm xong rồi, thí dụ bây giờ trước đây người ta ấn vào đây rất là đau, hoặc người ta cứ ôm đầu đau, rồi anh chị em khai thông cái đường kinh ngũ bộ bốn này. Sau khi anh chị em khai thông xong, hỏi người ta bây giờ có đỡ không? Dạ em đau dễ chịu lắm, bây giờ hết đau. Thậm chí có nhiều người nói hết đau, có nhiều người vào trong phòng tôi làm xong ra, có nhiều bệnh nhân anh chị em biết không, nó nói và đến lúc mà thầy thuốc nhiều khi thầy trợn mắt, nó vào tôi làm xong thầy ơi con hết thấy được. Thôi mình tưởng nó bị vùng chân hay là bị sốc cái gì không biết, nói là không con hết thấy, nói gì hết đau mà hết thấy đau. Có những bệnh nhân như vậy, anh chị làm những cái phương pháp này, nhất là những cái phương pháp mà chúng ta thấy nó liên hệ đến với hệ thần kinh, một khi chúng ta cử động xong có thể là hết. Chịu có tưởng tượng nó cái bệnh nhân nó đau thì bỏ đi vô cứ cẩn nên là cái đi thì chúng ta đi đi một chút là nghỉ, đi một chút là nghỉ, và chúng ta cử động xong giờ đi thôi, đấy đi ra ngoài, đi ra, đi tới đi luôn. Tưởng gì đi tới vòng thôi, mình bảo đi tới vòng, đi tới đi lui tới luôn, không làm gì đi được thì tôi đi. Nó đã hết đau nhanh như vậy anh chị em. Thành thử ra có những trường hợp để tôi nói để anh chị em nắm được, nhất là về mặt thần kinh, những cái phương pháp của bệnh viện này khi mà quá bấm chẳng hạn, nó khai thông được gân cơ, khai thông được cái thần kinh rồi huyết nó bị bế tắc rồi, nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn. Đó là những cái mà ngày hôm nay chúng tôi triển khai được cho anh chị em.